hình như là 2 ngày đầu thì mình đứng quan sát những cô y tá tắm. Sau đó thì từ cái giây phút đó trở đi là mình là người điều nấu nước, chuẩn bị hết mọi thứ. Thì lúc đó mấy anh rất là nhỏ, khoảng 45-46 cm thôi. Dạ. Thì mình bắt đầu gội đầu. Thì từ lúc đó biết tới cái lúc mà cái rốn rụng. Dạ. Mình ẩm vô nó trời rụng rốn rồi đúng không? Trời rụng rốn rồi đúng không? Vì ẩm tắm xong là hay vệ sinh cả tay xong rồi rốn á, cho nó khô lại để không bị nhiễm trùng á. Thì tới khoảnh khắc mà nó rốn rớt ra mình. Dừng là cái cảm giác ủa giờ mình làm gì đây ta nữa phải không? Thì vì mẹ bé hay là những người thân thì cũng thấy bé nhỏ quá cũng ngại mình thì nói là thôi để mình làm luôn, mình học mình nhìn quan sát cái cô y tá tắm rồi. Và cái khoảnh khắc mà lúc mà tắm cho bệnh viện á thì mình nghe tiếng la thôi là mình biết con mình nghe đẩy một cái xe ra rất nhiều bé nằm trên đó, nghe tiếng thét thôi là mình nói rồi mai anh đó ra đúng xe đó luôn.